Are you listening? Damn. Xin chào các bạn, mình là Tiết Anh, mình đến từ Hồ Chí Minh. Hiện tại thì mình đang học tiếng tại Viện Đào tạo Ngôn ngữ của trường Khoa Ngôn. Trước khi mà đến Hàn Quốc á, thì mình chỉ có thể thấy Hàn Quốc thông qua phim ảnh nè, báo chí đồ, rồi trên mạng đồ này nọ. Thì đối với mình thì Hàn Quốc là một đất nước phát triển, giao thông thì tiện lợi nè, rồi lúc nào cũng sạch sẽ, và con người thì văn minh, lịch sự và thân thiện. Đối với mình thì Hàn Quốc là như vậy. Mình chọn đất nước Hàn Quốc để du học là vì Hàn Quốc là một đất nước có bề dày kinh nghiệm về nền giáo dục, và với lại thì đất nước Hàn Quốc là một cái nơi có mối quan hệ hợp tác với lại các nước quốc tế, nên là nếu mà mình nghĩ là đối với mình á, thì mình nếu mà mình học tập và làm việc tại ở đây nơi này thì mình sẽ có cơ hội để phát triển bản thân cũng như là hoàn thiện bản thân của mình hơn. Khi mà mình quyết định lựa chọn về Hàn Quốc để du học á, thì mình đã tìm hiểu những các trường, rồi tìm hiểu về thành phố của Hàn Quốc, những nơi mà mình có điều kiện phù hợp để có thể đạt cái yêu cầu của mà trường đưa ra, thì mình có tìm hiểu, sau đó thì mình chuẩn bị những cái hồ sơ tài liệu mà trường yêu cầu. Sau đó thì cái quan trọng nhất thì mình vẫn chuẩn bị một cái tinh thần mạnh mẽ để khi mà tự lập ở nơi này thì mình có thể hoàn thành tốt cái công việc của mình, nhiệm vụ của mình. Ngày đầu tiên mình đến Hàn Quốc thì khi mà đáp sân bay xuống thì vì là nhập cảnh vào cái thời gian dịch bệnh, nên là cái quá trình thủ tục thì làm có hơi lâu so với thông thường một chút. Nhưng mà nhân viên với lại tất cả mọi người thì rất là tận tình, nhiệt tình giúp đỡ mình. Với lại sau khi mà ra khỏi sân bay thì kiểu mọi thứ rất là đẹp,